tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Bà chuyện ngựa ngựa gác hai chân lên ghế ngã ra sao á thì. Trời ơi bà, tóc buồn. Ghế lật bà té chỏng rộng ra đất. Cả phòng quay lại nhìn cười tủm tỉm sợ bà quê. Coi như tụi tôi không có thấy gì nha. Nhanh trí đứng dậy liền đi má. Tiếp theo, anh trai một muối chơi nhảy dù, tăng tóc lấy trớn và ký kết. Cái đít chạm đất rồi lê lết tới bờ biển. Không ai anh đổi qua chơi tên lửa đi, chứ dù này ngó bộ kéo hỏng xi nhê rồi. Còn đây là pha quay chậm thao tác của chúa tể quăng chài. Hai ba hê. Công nhận quăng đỉnh lắm luôn. Rồi ông câu cá hay là câu cát vậy cha ơi? Mọi người có thấy vui không dạ? Comment chia sẻ cùng Tin 3 Phút Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.